Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 1.031 nhà giáo trên toàn quốc. Trong danh sách này, tỉnh Hưng Yên có 4 nhà giáo vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đó là thầy giáo Nguyễn Đức Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi; cô giáo Nguyễn Thị Thiện, trường Trung học cơ sở Đoàn Đào, huyện Phù Cừ; cô giáo Hoàng Thị Hương, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ; và thầy giáo Đào Thanh Tuấn, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Các nhà giáo ưu tú là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, có nhiều thành tích trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.